chào tất cả các bác nhé. Em giới thiệu các bác một số tác phẩm. Đầu tiên là một tác phẩm xanh. Đây là một cây xanh gọi là xanh gai, lá nhỏ, hai lá. Mà xanh này được cái là chơi càng lâu thì nó cũng cái độ già của cành nó ra tận đầu cành. Nó còn gớm hơn cả xanh Nam Điền. Bộ xương răng thì làm rất là thích, không bao giờ bỏ răng trong. Thì hôm nay đây cho các bác biết rằng là chất lá thì em vẫn cắt em để lại. Đấy, cắt để lại. Đấy, các bác biết đấy, quả nó vẫn như thế. Một cây xanh rất nhiều quả và lá đây, hài dày lá. Hài dày lá. Hài dày lá đấy. Lá to nhất thì bằng này, lá bé này. Cứ dày rít, như nếu anh em mà không biết thì bảo là Nam Việt. Thì cũng giới thiệu các bác là đây là một cây cũng giữ rất là lâu, rất nhiều lắm. Và nó kẹt trong một cái chậu này. Nếu các bác là một cây này quá nhiều lắm, bây giờ cắt ra nó đóng bánh luôn. Đấy, là một cây xanh rất là cổ thụ. Và cây này thì cũng đặt tên là một cây Phượng Vũ, hoa Phượng Vũ. Bởi vì cái đặc trưng của cây này thì khi làm lên cũng có một cái ấm của cái tử đấy, em cắt làm cho một cái tử rất là ấm và trong cái lòng cái cây này đấy, ôm đây và cây đã đưa đường lắc rất là tự nhiên, theo cơ bản là lắc tự nhiên xuống. Phần răng cành là em kéo ra làm theo lối nước ngoài, chỉ có tuốt và cắt giật răng thôi đấy, tuốt giật răng thôi. Thì cây này thì tổng thể bốn mặt đều đẹp. Khi ra thì cũng từ đầu năm giờ cũng ra rất nhiều lớp quả rồi. Lớp thì từ xanh, nó vàng, chín. Một cây nước ngoài cũng nói để mà có cái cây ăn quả. Đây là một cây xanh của mình. Thứ nhất là nó bền vững, và thứ hai là đó là một cây bonsai chơi. Hoặc làm răng dày như cây quốc tế. Đây là một dòng xanh lá gai này thì là một dòng xanh rất là đẹp, truyền thống của từ các cụ chơi ngày xưa. Nó lá móng và xanh lá gai, gai thì nó được cái thân nó gai, gai hết từ dưới trên. Và chất răng rất là đẹp, chất lá đẹp. Hôm nay xin chia sẻ các bác để các bác biết rằng cây hoa Phượng Vũ này rất là đẹp và kỹ, mà cũng giá để cho các bác rất là hợp lý. Thì giờ hết lượt mặt này em quay sang lượt mặt bên để cho các bác chiêm ngưỡng. Ở mặt bên thì các bác mặt nào em làm cũng cân đối. Đây là cái mặt bên thì các bác nhìn rõ một cái tử đây. Tử ôm trong bụng này. Rất là đẹp. Thì cây lúc nào cái tử nó phải là trong cái lòng bụng thì nó rất là ý nghĩa. Cây đã đưa đường lá. Hai mặt đều đẹp, tổng răng cảnh rất là kỹ. Cái kia là em để thêm ít lá để các bác biết rằng là chất xanh nó như nào, nó đẹp như nào. Vì nhiều lúc các bác cũng muốn tham khảo để ý thêm cho nó chi tiết. Em cắt qua thì các bác nhìn thấy cái độ xương và quả rất là đẹp. Đấy. Rất là thích, nó thú vị vì một cái cây được như thế này nó cũng rất là quý rồi. Thời gian làm thì tôi em làm thì cũng chia sẻ các bác chơi thêm thôi, chứ nói thật bây giờ cứ làm một cái tác phẩm nào giữ tác phẩm đấy mãi thì cũng khó. Tôi cũng chia sẻ người này người kia để cho một cái mỗi người ngắm một chút và cái giá trị nó lên cao. Đối với em thì nó đơn giản, nhưng đối với các bác thì nó là đồ vô bản, giá cả thì nó là vô giá, không có một cái giá nào định được. Thì xin chia sẻ các bác về đo phần chân bệ cho các bác nhé, đo cái phần lòng khi kẹt này. Chậu này đó là 62 kẹt hết trong cái chậu này. Và em đo cái phần vanh của cái thân này là 65 này. Để các bác biết nó kẹt đây là vào 62. Tổng tàn bay từ dưới lên trên là 1m58. Và từ miệng chậu lên là 95. Đấy, chiều cao là 95. Rất là lùn lực và một cây rất đặc biệt. Đấy, quay để thật sự là cho các bác cả các bác nước ngoài cũng được chiêm ngưỡng và thực tế xem những cái cây mà Việt Nam, những cây thời gian, những cây xanh nó đẹp như này, nó giá trị có quả, răng dày, lá đẹp.
Thì tác phẩm này xin báo giá các bác, để các bác là 65 triệu bao ship cho các bác. Rồi, tiếp theo em sang một cây nữa. Đây là chia sẻ với các bác một cây si. Cây si cực giá. Rồi cây này thì em khai thác núi đá. Nó là một cây si dòng gọi là búp hồng hay búp đỏ được, tại vì nó cũng, nếu mà nói để ấy nó cũng lên đỏ rực, nhưng mà gọi búp hồng đi. Đấy, nó như một cái vách rất là tự nhiên, nguyên bản. Đấy, những cái mầm lên như này, và nó chun chin ở trên núi đá, khai thác núi đá rất là chun chin. Đấy, và đây nó kẹp đá đây, kẹp viên đá đây. Đấy, rất là lâu năm rồi. Và cái độ ngọn này, đấy, hàng bé này các bác về gọi là động tác làm thêm, nhất là em ươm sống mà thời gian nó cũng đấy, người ta khai thác về mình mua về làm, mua trong đây nó cũng ổn rồi, sống an toàn ở điểm nu đấy. Quay ra cho các bác xem là nu nó xù như này đấy, thời gian nó nu này đấy, cổ ngọn này rất là đẹp. Cái này là cũng nguyên bản, không ghép biết gì cả, này cũng thế, trụ trĩ như kiểu cây nu lăng. Các bác về chơi cành to bắt đầu giật làm chơi nó cứ múc míp nữa, rất là thích. Đấy, quay mặt bên này cho các bác này. Đấy, quay mặt bên này đó, nó tì ép vào đá này. Đấy, còn này tem đá này. Đấy, thời gian quá trình này, hóa nguồn lực chung vẫn là đang nuôi này, thì các bác là tác và làm thêm. Đây thì giờ đo kích thước của các bác nhé, hoành bại cái này là 82, tổng tàn ra đây 52, chiều cao cái này là 40. Cái này thì xin để cho các bác là 10.500.000, một tốt rất là đẹp để các bác làm thêm. Cái tốt này là làm là vô giá. Đấy, cút xì, cút hồng nữa. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Rồi, xin chia sẻ các bác về một cây hoa giấy phía Bắc. Nhất là cây này có một cái nét não, em làm một cái cành đổ rất là đẹp. Đây, điểm cung lên gấp này, lên đây, nó khuỷu đây, gấp xuống, đổ bay ra. Đường cung ngọn, tổng tàn. Rất là chi tiết và kỹ. Tích tổng dàn cành nó rất là kỹ chi tiết, và đây mình cũng chia sẻ các bác để vừa đo qua để các bác biết là đây là 30 năm này. Tổng tàn bay, tổng tàn bay là 58 này, chiều cao của cái này là 60 này. Quay qua bên này nữa các bác, rất là kỹ và đẹp, để cho các bác là 3.5 triệu thôi. Đấy, cây hoa giấy tím Bắc cung dáng não, cũng có nét nó khác người. Đấy, giá 3.5 triệu bao ship nha, mà báo giá chuẩn các bác chỉ được chơi thôi. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoa giấy tím Bắc nhé. Này là cái phần thân gốc, nuôi lâu trong chậu. Này em làm thêm cái tử để bay. Còn cây này có một cái nét hơi siêu vật phong, lên đây nó gấp lại, gấp lại tay hồi đây. Này cũng lối làm thì nó đặc biệt là khác người, bay hay gió lùa cũng phải. Trên núi cây rất là lâu năm rồi, rêu phòng hết rồi thì đã cũ, rất chi tiết này. Sướng thì nó giả ra đầu cành, mình cắt ra cái bộ răm lá đi, kỹ chi tiết. Đó.
cây có một cái nét rất là nghịch và nó bạc phong, một cái dáng cua cây với một xương răng, tổng thể có những điểm mà gấp lên nó có lu quá bình thường. Nếu em làm thì nó bại hết một hướng cũng được. Đối cây thì khác biệt là chơi các bác này làm quý phái nó khác người, những người có ép như bác nào thì hợp được nhãn cái này điện cho em. Đấy, thành thì chung là các bác cứ điện nên không phải ngại sợ là bán mất cái điện. Cái này là vanh theo chiều dài là vào 1 mét, tổng tàn ra đây là 80. Chiều cao của cây này là 65. Giá để cho anh em là 11.500.000 bao ship cho các bác. Cái tác phẩm để chơi và rất là hoa, rất là đẹp. Thì các bác cứ mua của em thì điện cho em. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Rồi tiếp theo chia sẻ các bác một cây xanh nữa. Cây xanh quê. Xanh quê nuôi rất là lâu năm rồi, trên dưới chậu kẹt hết đọc bánh hết. Và em làm một cái nét rất là tự nhiên, bay lùa hết về một hướng. Đó, nó siêu bạc bay lùa ra rất là đặc biệt. Để em quay qua một lượt cho các bác xem. Cây gió lùa rất là chi tiết và cái cũng chia sẻ với các bác biết những cái cây mà làm theo lối gió lùa này mình làm theo bạch thì nó rất hay, nó vặn theo cây mình cứ làm lùa cho nó rất là kỹ, cắt theo lối tự nhiên. Bây giờ cái lối cây anh em chơi thì cũng không bắt buộc về một cái gì đó, theo cây nào mình làm cây đấy, chứ đừng có bây giờ phải cứ phải ép để cắt lên đây giật đến đây để đưa lên, không phải. Lối các bác lại chơi nhau, nói chung là tổng thể là các bác nhìn cây em là nó đa dạng, mỗi cốt nó một khác nhau. Giá thì cũng không có để làm ra mua khui gắt thì đoán bắt cái này nó vào 88 này, phần vanh của cái phần chân bệ này. Tổng tàn ra đây 68 này, chiều cao của cái này là 60. Đấy, giá này cũng xin để cho các bác là 5.500.000 bao ship nhá. Một cây xanh quê có một cái nét gió lùa rất là tự nhiên, giá 5.500.000 nhá, bao ship cho các bác nhá, rồi mặc cả. Đấy, phục vụ các bác đến tận nơi bất kể đâu. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Rồi, chia sẻ các bác tiếp theo một cây xanh nữa. Đấy, cây xanh thì em cũng nói các bác là một cây xanh dòng lá gai. Đấy, lá nó dày, vênh lá như Lam Điền. Rất là đẹp. Một cây này thì là một cây xịn như một con cóc. Rất là nhiều năm rồi, mà kỹ, mịn, chỉ việc chơi thôi. Năm cành cổ ngọn là làm rất là đẹp rồi. Rồi, em làm một cái cành bay phóng thì đang nuôi để sau mình đốn giật lại rất là chi tiết. Nó nhìn này nó gai đấy, gai nùn, những cái điểm cắt lâu nó míp hết rồi. Giờ cây nó chất nó đẹp này, nhuộm cho các bác nào chuyên về bonsai yêu thích say mê và nghiện đấy. Thụ các bác này, những cái cốt như này là bình thường là bán ra thì hơi tiếc, nhưng tôi cũng lại chia sẻ để mỗi anh em chơi một thời gian. Có cây này có cây kia thì các bác cũng phải thưởng thức, vì những cái hàng mà khi hoàn thiện đẹp thì cũng rất là cao, mà cao theo với em thôi chứ còn mình cao với mọi người, chứ còn em thì tại vì là cái tính theo thời gian, cũng nhiều bác là chưa hiểu được làm một cái cây nó lâu năm như thế nào kỹ nè, cũng có hàng bê tay là tiền trăm, nhưng đối với em thì nó tiền chục thôi, nhưng mà cũng rất là hợp lý và nó thời gian làm công sức. Đấy, nó là một cây mịn, một cây mang đi chơi
so sánh với nhiều anh em. Đồ một cái bằng này tiền mà nó chất lượng mà nó so sánh với anh em mang ra thì biết có những cây so sánh những cây vài chục nó cũng không lại được những cây nó gọn đẹp như này. Rồi bây giờ em đo kích thước cho các bác nhé. Này vanh của nó là 53. Tổng tàn em làm thì gọn đây là 52 thôi. Chiều cao của cây này thì là 28 phân. Rất là đùn lực. Đây là đo từ miệng chậu. Rất là lâu và kỹ. Thì xin báo giá anh em là 16 triệu. Để cho anh em 16 triệu bao ship cho anh em một cây hoàn thiện mịn. Và một lời cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Thì tiếp theo xem một video nữa. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.